Rồi chào các bạn nha. Buổi hôm nay thì đầu tiên thì mình sẽ sửa bài. Đó thì cái công việc đầu tiên sửa đó là concern đây. Đó concern đây. Thì đây bài làm của bạn nha. Dùng concern đây thống kê số lượng theo tên hàng. Thì bạn copy tên hàng và số lượng nha. Rồi, cái lệnh concern đây thứ hai luôn luôn đặt nằm dưới concern đây thứ nhất. Rồi, bước 2 là bát ra rồi nè. Bước 3 là quét chọn data concern đây. Cái nào có sẵn các bạn delete bỏ nha, cái nào có sẵn các bạn delete bỏ, cái này làm quen thuộc rồi nên thầy tu nhanh. Bài này người ta yêu cầu tổng nên mình là sum, đặt chuột refresh rank bắt đầu quét quý 1. Nó có nhảy chữ quý 1 sẵn nè, các bạn xóa đi ai biết nó là cái gì đúng sai như thế nào. Nó quét từ tên hàng cho đến số lượng nè, kéo xuống. Add vô, sang quý 2. Nó nhảy sẵn nè, ai biết nó đúng sai như thế nào vui lòng xóa giùm. Tên hàng đến số lượng kéo xuống. Add vô. Quý 3 cũng là tên hàng đến số lượng kéo nẹt vô. Quý 4 xóa đi, tên hàng số lượng kéo nẹt vô. Top row last column bắt buộc. Và bài này người ta không yêu cầu bạn cập nhật dữ liệu nó không chết lên nha, bài làm bằng đúng nha. Nó rồi bên này nó chỉ khác ở gì, cái bài này mình làm ở lớp rồi nên thầy lướt qua nó. Câu này thì gì nó y chang như bài mình làm ở lớp rồi. Đó, bạn làm đúng nha. Câu số 2. Câu số 2 sử dụng công cụ thống kê thành tiền lập ra ký tự phòng. Rồi cái này do bữa trước mình chưa học được á, chưa học hết cái ba phần thống kê, thống kê bằng công cụ này, hồi xưa đây bài vở là số đồ nên thầy chưa cho bạn ghi một cái thằng chú. Rồi thì bây giờ bạn ghi câu thằng chú này vô giùm thầy. Đó, rồi sau đó thầy hướng dẫn luôn. Nó ba dạng này thì bạn có một câu thằng chú. Nó là ba dạng á, ba dạng bài tập, bài vở table, bài vở nè, consolidate và subtotal. Nó các bạn được quyền lập cột phụ nếu cho thiếu tiêu đề. Và khi lập cột phụ cần đặt liền kề cột lấy dữ liệu. Rồi còn trường hợp mà người ta yêu cầu bạn tiêu đề á, thống kê á luôn chưa, nhưng mà người ta yêu cầu bạn là không lập cột phụ ra đó. Ví dụ trong trường hợp bài vợt hay gì chẳng hạn, nó thống kê luôn nhưng mà bạn thấy nó thiếu tiêu đề luôn, nhưng mà người ta nói là không được lập cột phụ, thì khi đó dạng bài tập đó nó sẽ có những cái công cụ khác nó hỗ trợ cho bạn, nó sẽ có những công cụ khác nó hỗ trợ cho các bạn. Đó. Rồi thì đối với trường hợp là bạn thấy ba dạng bài tập là bài vợt còn sơ đây subtotal được quyền lập cột phụ nếu cho thiếu tiêu đề, và khi lập cột phụ đặt liền kề cần đặt liền kề cột lấy dữ liệu. Rồi thì ở đây bạn nhớ nha, đây là ba dạng này mới được lập cột phụ nha, nếu cho thiếu tiêu đề. Còn trường hợp mà người ta yêu cầu bạn không được lập cột phụ ra thì mình sẽ sử dụng các công cụ khác để mình làm, nhớ nha các bạn chú ý. Rồi ở đây người ta yêu cầu là lấy ra ký tự ở chữ ở phòng, tức là lấy một là mã, hai là mã, ba là mã. Đặt liền kề thì bạn đặt bên phải cũng được, bên trái cũng không sao. Ở đây thầy xin phép các bạn thầy đặt bên tay phải. Nó đây là chữ loại phòng. Rồi để lấy ký tự ở bên trái thì các bạn dùng đó là hàm let nha. Anh chị nào gì coi là tên A, nếu anh chị nào không nhớ nha. Hàm let bài này khó khi lấy một ký tự, hai là ký tự hoặc là ba ký tự. Các bạn dùng hàm len trừ. Hàm len trừ cho những ký tự bỏ đi theo nguyên tắc là bên phải bỏ trước, bên trái bỏ sau, bên phải bỏ 4, bên trái bỏ 0. Rồi sau đó bạn kéo xuống. Đây. Đó, hàm let để lấy ra những ký tự bên trái, và hàm let có hai đối số. Đối số nhất là cái chuỗi xét, cái ô bằng kiểm tra. Đối số 2 là số tự bên trái muốn lấy. Do cái này có khi lấy 1, khi 2, khi lấy 3. Nên bạn sử dụng hàm len trừ. Hàm len trừ sẽ trừ theo nguyên tắc là bên phải tính trước và bên trái tính sau. Tức là cái chuỗi bạn xét đó, khi trừ bỏ đi á, thì hàm len nó sẽ tính bên phải trước. Thí dụ như đây bạn thấy nè, nó tính bên phải trước là bỏ 4 ký tự nè. Nó giờ nó tính bên trái nha, phải trước trái sau. Rồi sau khi bạn làm xong thì cái này bạn mới làm được cái phần concern đây.
Đó, đây là các bạn là số ngày tiền trả vào loại phòng, số ngày tiền trả vào loại phòng đây. Đó. Bước 3 là quét chọn các tiêu đề vừa bắt ra vô data, chọn consolidate đây. Cái này có sẵn delete và yêu cầu thống kê sum. Rồi fetchrank bắt đầu quét từ loại phòng cho đến tiền trả. Từ loại phòng các bạn quét đến tiền trả đó các bạn, từ loại phòng quét đến tiền trả nha. Loại phòng quét đến tiền trả add vô. Top row left column bắt buộc bài này không có check your relin, lý do đề bài không yêu cầu. Và thứ hai á là bảng thống kê của bạn nằm cùng với bảng dữ liệu, cái sheet dữ liệu, bảng thống kê nằm cùng với sheet dữ liệu. Đó. Thì bạn lưu ý thêm chỗ này, bạn bị sai chỗ này chút. Câu số 3. Câu số 3 bài này yêu cầu các bạn hơi có nhiều yêu cầu ha. Tổng số lượng thành tiền theo sự cập nhật dữ liệu thay đổi, này thì bạn tự làm giùm thầy nha, thầy không làm lại thao tác chỗ này. Rồi tính tổng số lượng theo tháng thì mình sẽ lập cột phụ tháng ra. Để đây các bạn thấy mình sẽ lập bên tay phải, thầy khoái bên phải nhiều hơn. Tháng. Cái tháng này có được bằng cách thầy lấy cái chữ tháng thầy ghép nối hàm mình. Mình sẽ ra được tháng bao nhiêu. Còn nếu bạn dùng hàm mình không á, nó chỉ ra được cho bạn á là số 1 2 3 đến 12 thôi. Nó còn đây thầy muốn cái chữ tháng, và bên bảng bên kia làm bên tay phải thì ở đây cũng không được làm tay trái. Nè. Cái bảng bên kia viết sao thì nằm ở đâu thì bên đây cũng phải nằm y chang vậy. Và chữ tháng bên kia viết sao thì bên đây cũng viết y chang. Nó tháng bằng tháng ghép nối man đây là chữ tháng ghép nối hàm man, chữ tháng ghép nối hàm man. Rồi sau thao tác bình thường bạn yêu cầu bạn tháng số lượng, tháng số lượng từ lệnh còn sau đây thứ hai luôn luôn đặt hàm dưới còn sau đây thứ nhất. Đó, còn sau đây thứ hai, những còn sau đây thứ hai thứ ba thứ tư trở đi về sau luôn luôn đặt nằm dưới còn sau đây liền trước đó, không đặt nằm ngang, không đặt nằm ngang. Data còn sau đây delete. Rồi tháng số lượng đây có sẵn nè, xóa đi tháng số lượng và bên đây tháng số lượng dữ liệu 3, tháng số lượng top row left column bắt buộc bài này không check relin, lý do người ta không yêu cầu. Ok, câu cuối cùng, câu số 4. Rồi thống kê. Tính tổng số lượng và tổng thành tiền theo tên sản phẩm. Đó, cái này thì bạn làm rồi, dễ quá rồi. Số lần bán theo tên sản phẩm. Số lần bán theo tên sản phẩm, ở đây thầy sẽ mượn tiêu đề. Giả sử thầy mượn tên với đơn giá. Mượn tên với đơn giá. Quét chọn data consolidate đây. Và ở đây bình thường các bạn á, các bạn sẽ chọn sum tính tổng, còn này điểm mình sẽ chọn count, điểm mình sẽ chọn count. Rồi tên đơn giá ở bảng 1, tên đơn giá bạn dùng số lượng hay dùng thành tiền cũng không sao nha, tại thầy khoái số lượng nên thầy dùng số lượng ở đơn giá. Đó, thầy khoái đơn giá thì dùng đơn giá, bạn thích cái số lượng rồi dùng số lượng. Bảng 3. Nhạc chưa? Tất ra là khối lầm bắt buộc. Ok. Và đây bạn thấy nè, tên và đơn giá thì mình ghi đây là số lần bán. Rồi còn câu dưới tính tổng số lượng theo tháng là mới vừa làm rồi nên thầy không làm. Đó thì ở đây các bạn thấy nè, nó có một cái mới á. Tại vì đây là lập cột phụ. Cái thứ hai nữa là điểm.
Rồi, cái bàn thao tác là trên sửa lại những câu mình làm sai trên máy tính giùm thầy. Làm xong thì các bạn giơ tay. Rồi tiếp theo thầy hướng dẫn các bạn đó là ôn 2, ôn 1 ha, cái phần bài và table bài và chart. Đó, ôn buổi 1. Bài và table bài và chart. Ở đây các bạn có 5 câu. Rồi câu thứ nhất. Dùng bài và table báo cáo theo tên nhà, tổng doanh thu theo tuần. Thế này các bạn phải có cột phụ tuần. Chèn vô. Tuần. Và tuần này người ta không nói gì là tuần của tháng nha. Tuần thứ. Giúp nói INT hay không à? Đây để lấy ngày. A3 trừ 1 đóng ngoặc chia 7 đóng ngoặc cộng 1. Đó, đây công thức tính tuần của tháng nha. Tháng các bạn có 5 tuần. Một tháng các bạn có 5 tuần. Đây công thức tính tuần của tháng. Còn khi người ta nói là thứ trong tuần thì bạn dùng weekday. Nhưng mà khi người ta nói là không nói gì nhưng mà tuần nó sẽ rơi vào tuần 7, tuần 8, tuần 20 thì bạn phải tự hiểu đó là tuần của năm. Tại một tháng các bạn chỉ có tối đa 5 tuần thôi. Một tháng các bạn chỉ có tối đa 5 tuần thôi. Đó. Nên các bạn nhớ khi người ta cho mặc định ban đầu tuần người ta không nói gì thì mình có thể hiểu tuần của tháng. Còn khi người ta chỉ định bạn rõ là tuần của tháng, tuần của năm thì không có gì để nói. Nhưng mà khi người ta nói là tuần thứ 15 thì bạn phải tự hiểu đó là tuần của năm. Nó tuần của năm áp dụng là wisdom. Hàm wisdom, hàm wisdom. Còn đây là công thức tính tuần của tháng. Rồi sau quét chọn Insert Pivot vị trí xuất. Ok. Đây, quét chọn nha. Insert. Đây, vùng dữ liệu nè. Vị trí xuất cho một ô. Ok. Tạo báo cáo theo tên nhà, theo row, tổng doanh thu, tính tổng, value, theo tuần, tuần. Vậy tuần này chưa cập nhật ha. Nó chưa cập nhật thì để xóa cái bài của bạn nha. Để nó mới cập nhật được. Để xóa bài làm luôn. Quét chọn lại. Insert pivot table. Một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới chấm ở trên cách ít nhất là 3 ô. Ok. Tổng báo cáo theo tên nhà. Row. Tổng doanh thu theo tuần. Vậy là xong. Đó. Thì mấu chốt bài này các bạn phải lập được cục phụ. Nó tính tuần của được của tháng. Mà không lập được thì bó tay. Rồi câu số 2. Câu 2. Dùng bài và table tổng hợp dữ liệu của số lượng của từng nhân viên theo mặt hàng. Rồi, theo tính tổng số lượng là số lượng bán kéo value của từng nhân viên các bạn nằm ở row các bạn, của từng nhân viên theo từng nhân viên theo mặt hàng. Được chưa? Cái này bạn lưu ý nè, của từng nhân viên hoặc là theo nhân viên tức là cách họ dùng từ thôi. Cách họ dùng từ thôi. Còn khi có từ phân trang bằng mấy cái column. Bạn sửa này dùm thầy chút xíu. Câu số 3. Câu số 3 bài này yêu cầu bạn là cái gì? Có bài vật chat. Rồi bài vật chat nè. Cái lúc mà tôi cần á thì không làm. Tính tổng số lượng bán. Rồi kéo value theo từng mã sản phẩm, mã sản phẩm trước bạn. Đó. Tính số lượng bán của từng mã sản phẩm. Từng mã sản phẩm trước nè. Theo mã sản phẩm đó rồi theo đơn giá phân trang theo tháng tháng các bạn đâu mình phải lập cột phụ tháng ra nữa các bạn nó các bạn thấy khi bạn làm thiếu một cái đó các bạn thấy sai tùm lum hết nó chèn cột phụ tháng vô tháng bằng cái chữ tháng nè ghép nối hàm anh hồi nãy có làm rồi. Nó quét chọn lại nè. Cái này mình chọn bài vật chạt nha. Rồi vị trí xuất một ô. Ok. Rồi. Tổng số lượng. Value. Từng mã sản phẩm.
Mã sản phẩm theo đơn giá, phân trang theo tháng. Đó, thì vậy mới đúng nha. Tức là dựa vào những cái từ khóa người ta đưa ra. Mình kéo. Số 4. Số 4 cho giống cái mẫu. Thì làm theo mẫu thôi, sao không làm hết trời. Mới chọn. Insert Private Table. Vị trí xuất là một ô đảm bảo cách ở trên ít nhất là 3 ô bên tay phải phía dưới trống. Tổng số lượng các bạn kéo vô value. Đơn giá nằm bên trên, vậy kéo vô cái column có giống không? Giống rồi thôi, không giống thì kéo lại. Rồi tên sản phẩm, kéo row. Đây. Rồi đổi tên nè các bạn lưu ý nè, người ta ghi chữ tổng thì mình ghi chữ tổng nè. Cách ra nè, ớt chấm lượng nè. Rồi cắt ra thêm nữa, khi bạn viết xong á bạn cắt thêm dùng dấu cách nó giùm thầy, sao nhấp chuột ra ngoài nó nha, nhấp thêm một cái này các bạn nè, khi đổi tên xong á bạn cắt thêm một khoảng trắng giùm mình, cắt thêm một khoảng trắng nữa giùm mình. Rồi ở đây là gì, đơn giá thì bạn ghi chữ đơn giá vô, cắt ra. Rồi ở đây là chữ tổng thì bạn ghi đây chữ tổng, cắt ra. Đó. Rồi ở đây không có số lẻ thì mình có thể format cho nó không có số lẻ. Ok. Đó. Người ta làm sao thì bạn làm y chang vậy, còn bạn muốn đổi màu gì nữa thì mình làm tiếp giùm thầy. Câu cuối cùng, câu số 5. Tạo thêm cột loại hàng. Nó thì ở đây mà phải làm được cột loại hàng, nó không làm được thì bó tay rồi. Này chắc hình như bạn đánh tay á. Loại hàng bằng mid chuỗi xét, ký tự bắt đầu lấy ký tự thứ ba, lấy nhiêu ký tự không biết, dùng len trừ, bên phải bỏ 4, bên trái bỏ 2. Đây bên phải bỏ 4 là gạch 690 nè, gạch 350 nè, bên trái cho có hai là a gạch nè. Nó chứ không phải ngồi đó bằng đánh tay nha các bạn, mình dùng hàm mình làm nhé. Quét chọn nè, insert pivot table pivot chart nè. Rồi coi coi nó giống như thế nào nha. Đây tổng hợp số lượng bán như hình bên. À cái này nên thầy xóa rồi. Nó tổng hợp số lượng bán theo hình bên, thí dụ như loại hàng nè, số lượng bán chẳng hạn thì bằng kéo vậy thôi, còn muốn thêm gì nữa thì mình cứ kéo tiếp giùm thầy. Và đó là những ý của bài toán bài vợt, các bạn sửa giùm thầy. Rồi dạng tiếp theo thầy hướng dẫn các bạn đó là subtotal nha, số chính subtotal trong buổi 1. Thì đối với subtotal này thì các bạn ghi chú giùm thầy cái ý nha, ghi chú giùm thầy câu thần chú. Thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó. Ý thứ hai là sắp xếp cái gì thì sắp tô tô cái đó. Thống kê theo, nhớ nha, từ theo nha, thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó, và sắp xếp cái gì thì sắp tô tô cái đó. Tại vì có những đề họ nói á, ví dụ như ta yêu cầu bạn hãy sắp xếp tên hàng tăng dần, sau đó vô thống kê, thống kê nó thống kê gì đây, thống kê hai cái đây, ví dụ nè, thống kê theo gì thì sắp xếp cái đó, mà sắp xếp cái gì thì sắp xếp đó. Ví dụ như thống kê thành tiền theo tên hàng thì bạn sẽ sắp xếp tên hàng, sắp xếp tên hàng. Rồi có những trường hợp á là người ta không nói, người ta yêu cầu bạn hãy sắp xếp tên hàng trước rồi tính tổng số lượng rồi xong, người ta không có nói theo gì hết. Thì bạn nhớ thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó, mà sắp xếp cái gì
sắp xếp cái gì thì sắp tụ tập cái đó nha. Sắp xếp cái gì thì sắp tụ tập cái đó. Rồi bài làm bình thường, thống kê doanh thu theo từng tháng, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề để mình sắp xếp. Thống kê ở đây mình quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề để sắp xếp nha, quét hết bảng rồi đó. Rồi sau đó nhấn ok. Rồi thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó, sắp xếp cái gì thì sắp xếp đó. Thống kê tổng doanh thu theo tháng, theo tháng thì sắp xếp tháng. Quét hết bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề nha, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Nó có hai cái sắp xếp, một là trong tháng hôm đó, sao bạn chọn sọt có tâm sọt này. Hai, bạn vô data chọn sọt này. Nhắc lại để sắp xếp bạn có hai cách. Một, cách nào đầu tiên á, cách nào cũng vậy, đầu tiên bạn quét hết bảng kể cả tiêu đề, rồi sau đó vô thẻ hôm chọn sọt, chọn kho tâm, hoặc là vô data chọn sọt. Rồi bài này yêu cầu theo tháng thì mình sắp xếp tháng. Tháng các bạn ở đây bạn có quét tiêu đề nên check my data, có quét tiêu đề nên check my data. Rồi tháng thì bạn chọn tháng giùm thầy, tăng giảm đều được. Ok, đây là bước đầu tiên là sắp xếp dữ liệu. Bước 2, nếu bạn đặt chuột ra ngoài rồi thì quay lại quét hết cho bảng giùm thầy. Đó, nếu đặt chuột ra ngoài rồi thì quét lại bảng. Rồi vô data subtotal. Data subtotal. Data subtotal của này nằm đâu ta? Data thôn. Đây, sắp tới rồi của thầy nằm ở đây nha, chỗ outline nè. Nó thì bạn sẽ thấy cái chữ sắp tới rồi. Rồi cái dòng đầu tiên là theo, nó phụ thuộc vào chữ theo. Dòng thứ hai là thuật toán mà áp dụng, nó giống như cái bài vợt hoặc là họ sẽ đây các bạn. À, nhưng mà ở đây đó là subtotal. Cái thứ ba là những cái còn lại, thống kê, những cái thống kê, thống kê doanh thu chết một chết ba. Ok, vậy là xong đó. Đấy nha. Rồi các bạn sửa vô tới đây giùm thầy, làm lại khoảng 5 lần cho máy tính cái nha. Rồi bây giờ tiếp theo là số 10 trong cái buổi 1 nha. Trong buổi 1, thống kê tổng số lượng và doanh thu theo quận. Theo quận thì ở đây mình quét chọn nè, data nè, sort nè, sắp xếp quận nè các bạn. Sắp xếp quận có quét tiêu đề nên check my data. Ok, subtotal của bạn đây, quận nè, quận đó các bạn. Thống kê sum. Rồi cái này các bạn thấy thống kê có hai cái là gì, số lượng và doanh thu, mình chép vô hai cái luôn. Nó có hai cái thống kê là doanh thu và số lượng theo một điều kiện là quận. Ok, chép một chép ba. Ok đó. Rồi còn cái số 11 câu cuối trong cái phần buổi 1 ha, trong ba dạng. Rồi thống kê doanh thu tháng và ngành nghề. Ở đây các bạn thấy có hai cái theo, câu 11 nè, có hai cái theo tháng và ngành nghề, tháng và ngành nghề, hai cái theo. Vậy nếu hai cái theo thì làm sao? Các em quan sát thầy làm, quét chọn data sort. Cái theo thứ nhất là tháng, thêm level thì bạn theo thứ hai ngành nghề. Đó các bạn thấy người ta cho một theo thì mình sắp xếp một cái, hai theo sắp xếp hai cái, vậy ba theo thì sắp xếp ba cái vậy thôi, bốn theo là bốn cái. Nó bao nhiêu cái theo không quan trọng. Đó, bạn nhớ cứ mỗi một cái theo là một cái sắp xếp. Rồi tăng dần hay giảm dần đọc đề giùm thầy. Người ta không nói gì mà muốn làm tăng cũng được, bằng giảm cũng không ai nói các bạn. Rồi có quét tiêu đề check metadata. Ok. Rồi nếu bạn có lỡ đặt chuột ra ngoài thì bạn phải quét lại cho đủ nha. Quét lại cho đủ nha các bạn. Subtotal lần thứ nhất. Thống kê tháng. Doanh thu. Đó, các bạn thấy nè. Thống kê doanh thu theo tháng trước nè, chết một chết ba đổ. Ok sắp giữ nguyên nha. Hoặc nếu bạn có rơi chuột ra ngoài nè, quét này quét lại nè,
quét mà phải quét đến cái đơn vị cuối cùng là Grand Total nè. Nó nếu có hai ba cái subtotal nó nhớ phải quét tới cái cuối cùng. Subtotal lần thứ hai ngành nghề cũng doanh thu, nhưng mà các bạn nhớ ghi chú thêm một câu: từ lệnh subtotal thứ hai trở đi, từ lệnh subtotal thứ hai trở đi tắt cái relay, từ lệnh subtotal thứ hai trở đi tắt relay. Xong thao tác lại 5 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy. Còn muốn bỏ thì quét chọn nó subtotal, các bạn chọn remote on để bỏ nha. Bạn muốn bỏ lệnh subtotal thì chọn remote on, làm lại 5 lần cho máy tính cá nhân. Tiếp theo thì hướng dẫn các bạn đó là data validation trong buổi 1 ha. Ra một dữ liệu thì nó có chủ yếu đó, công việc đầu tiên của bạn ra một dữ liệu đó, là bạn xác định được cái vùng cần ràng buộc, cái vùng cần ràng buộc, cái vùng cần ràng buộc là công việc đầu tiên của bạn. Đó. Muốn ràng buộc cái gì thì mình phải xác định được cái vùng đó, chứ phải muốn làm sao làm nha. Xác định được cái vùng cần ràng buộc rồi sau đó vô thẻ data, chọn data validation, cái biểu tượng này nè các bạn. Rồi thì trong cái thẻ data validation này nó có 3 thẻ, trong cửa sổ này có 3 thẻ. Nó setting là phần thiết lập cài đặt, input là thông báo đầu vào, và output và Android Island nó là cái phần lỗi, thông báo lỗi nếu nó nhập sai, thông báo lỗi nếu nó nhập sai. Rồi system này thì các bạn thấy nè, nó có word number là ràng buộc bằng số nguyên, nó ràng buộc số nguyên. Ở trong đây thì các bạn thấy có nằm giữa, không nằm giữa, bằng, không bằng, lớn hơn, bé hơn, lớn hơn bằng và bé hơn bằng. Nói chung là những từ tiếng Anh quen thuộc, không có gì là lạ lắm. Rồi nhỏ nhất và lớn nhất. Rồi ngày tháng, xin lỗi, decimal là số thập phân, list là danh sách. Nó thí dụ như số nguyên nè, nó nằm giữa là từ số 12 cho đến số 2, 34. Nó cho phép nhập từ số 12 đến số 34 là số nguyên chẳng hạn. Còn nếu là số thập phân thì có nhập thêm thập phân thôi. Còn danh sách list thì bạn quét cái vùng danh sách đó. Này, danh sách list thì bạn quét cái vùng danh sách bạn muốn. Ok. Data này, quét cái dùng sách danh sách bạn muốn nè, nó thì nó sẽ nhảy cho bạn nha, máy quay sinh tố được rồi nè. Đó, đó là list, là danh sách. Còn nếu như bạn muốn ràng buộc là ngày tháng thì bạn nhập ngày tháng vô, ràng buộc thời gian thì bạn nhập về tháng thời gian nó. Còn nếu như bạn muốn ràng buộc cái phần test lên là độ dài chuỗi, rồi cái chuỗi đó dài bao nhiêu ký tự, và cuối cùng là công thức, thì đối với ngày tháng và thời gian thì các bạn lưu ý nhập giùm thầy. Đối với ngày tháng á, bạn nhập năm tháng ngày. Đối với ngày tháng thì bạn nhập giùm thầy năm tháng ngày nha, nhập năm rồi tháng rồi ngày. Ở đây thầy đánh dấu thêm dấu cái dấu chấm phía sau cho đừng có nhảy, đừng có nhảy về cái mặc định của nó nè. 2024 là tháng 8 ngày 3 nè, bạn thấy tự nhiên tự nhảy nè, ngày 3 tháng 8 nè. Nó khi nhập ngày tháng thì bạn nhập năm tháng ngày, thời gian nhập giờ phút giây, thời gian thì bạn nhập giờ 2 chấm phút 2 chấm giây. Nó còn nếu ràng buộc bằng công thức, được chưa, ràng buộc bằng công thức á, thì ví dụ như người ta yêu cầu bạn nhập hoa hồng hoa lan, thì đối với trước khi mà làm việc phần nhập bằng công thức á, thì các bạn ghi chú giùm thầy một số vấn đề để nữa các bạn học qua phần tô màu rồi kia đơn giản luôn nha. Đó, ví dụ thầy có một cái ô này, cái ô D2 thì cái này ô này không á, người ta gọi đây là vị, đó là giá trị tuyệt đối ha, hay gọi là ô địa chỉ, này gọi là địa chỉ tương đối. Nó còn cái một dấu đô la nè, một cái dấu đô la nè, rồi D2 nè, người ta gọi đây là địa chỉ hỗn hợp, hỗn hợp hay gọi là cố định ô, cố định cột, cố định cột hay khóa cột gì đó tùy người ta gọi. Rồi cái D đô la 2 người ta gọi đây cũng là địa chỉ hỗn hợp, cũng là địa chỉ hỗn hợp luôn. Nó và người ta gọi đây là cố định dòng.
hay gọi là khóa dòng. Rồi, cái đô la đặt trước chữ và trước số luôn, thì người ta gọi đây là địa chỉ tuyệt đối. Đó, hay gọi là khóa ô, khóa vùng gì đó, nếu nó là vùng. Rồi, để có được cái phần đô la trước chữ trước số này á, thì bạn nhấn giùm thầy phím là F4 hoặc cái tổ hợp phím Fn cộng F4. Nó tùy theo máy nha, một số máy các bạn chỉ nhấn F4 là được rồi, nhưng mà một số máy bạn phải nhấn tổ hợp phím Fn F4 thì nó mới nhảy dấu đô la, hoặc đánh thủ công. Đánh thủ công có nghĩa là bạn nhấn phím Shift cộng với phím số 4, bạn đánh thủ công để bạn ra được cái dấu đô la đó. Rồi, bây giờ thầy đưa một ví dụ là cho phép ràng buộc bằng công thức, cho phép nhập hoa hồng, hoa lan. Đó, thì khi đó công thức như thế các bạn bằng O, cái ô đầu tiên của bạn E3, các bạn khóa cột để công thức các bạn đi xuống, bằng hoa hồng để cho phép nhập hoa E3 bằng hoa lan. Đó, tức là công thức này bạn cho phép nhập hoa, chỉ cho phép nhập hoa hồng hoa lan thôi. Này, chỉ cho phép nhập hoa hồng hoa lan. Thì công thức này bạn quét chọn vùng nè. Quét chọn vùng nè. Rồi data, data validation nè. Nó sử dụng công thức nữa mà. Giờ bạn dán công thức nó vô. Nó dán công thức nó vô là xong. Nó thì ở đây các bạn cho phép nhập hoa hồng nè. Hoa lan nè. Hoa hội nè. Nó các bạn nhập hoa hội thì báo lỗi. Và cái lỗi nó thì các bạn có thể quan tâm đây nè các bạn. Nè, cái lỗi này nếu bạn muốn thông báo nó lỗi gì, ví dụ như chỉ nhập hoa hồng và hoa lan. Ok. Thì khi bạn nhập sai á thì nó báo nè, chỉ nhập hoa hồng hoa lan. Các bạn nhớ nha, cái này nè. Cái này là thông báo đầu vào. Ví dụ như là cho chỉ cho phép nhập hoa hồng hoa lan gì đó. Đó, thì ghi nè, chỉ cho phép nhập, ghi tắt vậy thôi. Thì khi đó bạn rơi chuột nè, bạn vô chuột trong cái vùng nè, nó sẽ cho bạn cái chữ là chỉ cho phép nhập. Nó còn cái chỗ mà bên đây error line này thì bạn nhập sai nó mới báo. Còn bên đây là bộ công thức. Nó thì bạn thấy nè, đối với Kotlin á thì các bạn thấy thầy viết công thức ở ngoài sao thầy dán vô thôi. Nó thầy viết công thức ở ngoài thì bạn giữ quản lý ha. Đó, rồi các bạn thao tác là giùm thầy 3 lần cái ở và thực hiện cái yêu cầu này giùm thầy. Thao tác lại 3 lần và thực hiện cái yêu cầu đó giùm thầy. Làm xong thì các bạn giơ tay. Rồi bây giờ nè, còn một xíu nè thầy nhắc nè, nãy thầy quên nói. Người ta có 7 trắc nghiệm các bạn. Các bạn nhớ giùm thầy. Một ô hoặc một vùng trong Excel bắt đầu là chữ. Rồi tới số. Chữ trước số sau. Vùng cũng vậy. Chữ trước số sau. Nha, chữ nè. Số sau. Rồi. Bây giờ xét đầu tiên á là xét hai cái chữ này trước. Hai chữ này các bạn nhớ nè. Cái chữ phía trước này nè luôn luôn phải nhỏ hơn hoặc bằng chữ phía sau theo bảng chữ cái ABC. Theo bảng chữ cái ABC. Tức là đây là chữ D thì phía sau này là chữ D, chữ E, chữ F, chữ G, chữ H. Chữ V kép gì đó. Không phải là chữ này là ghi chữ E được. Mà ghi chữ E đây bạn sai. Nha. Cái chữ phía trước này luôn luôn phải nhỏ hơn hoặc bằng chữ phía sau theo bảng chữ cái ABC. Tại chữ cái ABC thì không so sánh lớn bé được. Đó nên thầy nói là so sánh lớn bé ở đây đó, là có nghĩa là theo bảng chữ cái ABC nó tăng dần nha các bạn. Giống như chữ A là số 1, chữ B là số 2 vậy đó. Đó thầy so sánh theo nghĩa đó để các bạn dễ nhớ. Đó nha, chứ chữ thì không thể so sánh lớn bé được nha. Các bạn tránh hiểu lầm nha các bạn. Đó, tức là đây nếu là đây là chữ D thì phía sau nó là bắt buộc phải từ chữ D, chữ E, chữ F, chữ G, chữ H. Chứ không được đây là chữ A. Rồi tới số, đây là số. Thì phía số phía sau nó phải lớn hơn hoặc bằng số phía trước. Số phía sau phải lớn hơn bằng số phía trước. Đấy nha. Rồi còn ví dụ như thầy ghi nè, D3 F2 là địa chỉ ô này nó sai. Nó sai. Hoặc là F6 A7 địa chỉ này cũng sai. Đấy nha. Đó, các bạn phải chú ý giùm thầy những cái điều đó để tránh trường hợp các bạn làm các bạn bị sai thì trách nhiệm và thực hành. Rồi.
Bây giờ các bạn qua giùm thầy cái số 2 tô màu. Tô màu. Rồi tô màu thì mình sẽ chú ý một số vấn đề như sau. Đó. Thì đối với tô màu á, thì ở đây thầy chia làm 3 trường hợp. Thứ nhất là tô màu cho quét cột. Đa số là quét cột nha. Nhưng mà một số trường hợp nó sẽ quét vùng luôn. Nhưng mà ít. Đó, tô màu cho dòng. Quét hết bảng. Không quét tiêu đề. Tô màu cho vùng. Quét dùng cần tô. Nó tô màu cho dòng, quét bảng. Tô màu cho vùng, quét vùng cần tô. Và nhớ ràng buộc tô màu. Không quét tiêu đề. Ràng buộc tô màu không quét tiêu đề. Bay vợt. Subtotal. Consolidate. Phải có tiêu đề. Nó vừa học bài mới và vừa ôn bài cũ nha. Đó là những cái đặc trưng mà các bạn tránh trường hợp các bạn nhập sai. Nó thì bạn sẽ bị ảnh hưởng kết quả. Nhớ tô màu cho ô thì quét cột, tô màu cho dòng thì quét hết bảng. Rồi tô màu cho vùng thì quét vùng cần tô. Rồi, ở đây ví dụ thầy giả sử thầy quét cái vùng của thầy á, cái từ B4 cho đến B9 sao cho thể hôm. Thì tô màu thì có hai cách, một là các bạn chọn Conditional tên, bạn chọn Neuro. Đó, hoặc là các bạn chọn hôm Conditional format tên, chọn Metro, sao chọn Neuro. Đó, cả hai đều được nha. Cả hai đều được hết. Rồi. Cái đầu tiên các bạn thấy nó dòng số 1, dòng số 1 là format on cell, là tô màu cho tất cả các ô. Format on cell là tô màu cho tất cả các ô, thông thường áp dụng cho trường hợp là tô 2 màu hoặc 3 màu. Format on cell là tô màu cho tất cả các ô, tô màu cho tất cả các ô, thông thường áp dụng là tô 2 màu hoặc tô 3 màu. Rồi, thí dụ người ta yêu cầu bằng tô 2 màu nè. Màu nhỏ nhất là màu xanh đi. Màu lớn nhất là màu đỏ đi. Ok, apply. Đó. Nha. Tô 2 màu, tô 3 màu thì bạn dùng dòng số 1 format on cell. Rồi, sửa thì bạn chọn edit, xóa thì bạn chọn delete và new là thêm cái mới. Rồi, format only cell dark content tức là tô màu chỉ cho những ô nó chứa cái gì đó, tô màu cho những ô chứa cái gì đó. Cái dòng số 2 là tô màu cho những ô chứa cái gì thì bạn thấy nè, nó có cái gì đây, cell value nó tất cả cái giá trị hen, nó cái gì đó, best test nè, liên quan đến chuỗi, nó cái liên quan đến cái chuỗi. Trong liên quan chuỗi thì nó có thể là chứa, không chứa, bắt đầu và kết thúc. Nó chứa, không chứa, bắt đầu và kết thúc. Rồi cái tiếp theo nữa nó là liên quan đến ngày tháng, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, 7 ngày trước gì đó. Rồi trống, không trống, lỗi và không lỗi, tức là đây là những cái từ tiếng Anh thôi, những từ tiếng Anh thôi. Rồi đó là số 2 ha. Rồi tô màu cho những ô thỏa cái điều kiện nào đó. Rồi số 3 là format only top bottom, tức là tô màu cho những giá trị lớn nhất hoặc là thấp nhất, lớn nhất hoặc là bé nhất ha, lớn nhất hoặc là bé nhất. Rồi tô màu cho những giá trị trung bình ha, gì đó. Rồi là số 4, số 5 là tô màu giá trị trùng nhau hoặc không trùng nhau là số 5. Và số 6 là bạn sử dụng công thức, tô màu bằng công thức, tô màu bằng công thức. Đó thì bạn nhớ giùm thầy, format on cell là tô màu cho tất cả các ô. Số 2 là tô màu cho những ô thỏa cái điều kiện nào đó. Số 3 là tô màu cho giá trị cao nhất hoặc thấp nhất. Số 4 là tô màu cho giá trị trung bình. Số 5 á, là gì? Trung bình gì đó thì bạn có thể tham khảo thêm. Đây. Còn thầy thường không có dùng số 4 này. Số 5 á, là tô màu giá trị trùng hoặc không trùng. Và số 6 nó là tô màu bằng công thức. Nó 6 dòng tùy theo trường hợp. Người ta yêu cầu mình làm cho phù hợp. Rồi bài này. Người ta yêu cầu tô màu đỏ cho những ô có tên hàng là A và C.
A và C đây nó là A hoặc là C nên nó sử dụng công thức. Công thức thì thầy dùng hàm O. Đó, chọn ô đầu tiên A4, các bạn F4 chừng nào cái đô la là chứng chữ để khóa cột. Khóa cột với công thức các bạn đi xuống, khóa cột công thức các bạn đi xuống bằng gì chữ A. Nó hoặc cái tên hàng này bằng chữ C. Nó A hoặc là C. Rồi kết quả đây là chỉ xét cái dòng đầu tiên thôi, nên thể true hoặc là false tùy tùy trường hợp nha, true hoặc là false. Rồi đây là tô màu cho ô thì bạn quét cột. Tô màu cho ô bằng quét cột nè. Nó không quét tiêu đề nè bạn thấy không? Thầy quét từ A4 nè đến B9. Ở xin lỗi từ A4 đến A9, A4 A9. Connection of attainment rule, new rule. Sử dụng công thức, dán công thức vô giùm thầy. Nó thầy viết công thức ở ngoài rồi, thì dán này mình dán vô thôi. Rồi format. Đây là font là màu nền. Font là màu nền. Border là đóng khung và fill là màu chữ. Đó nha. Font là màu ở xin lỗi font là màu chữ, xin lỗi các bạn, font là màu chữ. Border là đóng khung và fill là màu nền, người nói tô màu là tô màu nền các bạn. Tô màu là tô màu nền nha, còn khi người ta yêu cầu màu chữ thì người ta sẽ nói rõ. Nhắc lại, font là màu chữ, border là đóng khung và fill là màu nền. Màu nền là cái màu mặc định ban đầu, nếu người ta không nói gì hết thì tô màu đó là tô màu nền. Còn người ta yêu cầu cụ thể màu chữ thì bạn vui lòng thực hiện theo. Ok, apply. Rồi tô màu vàng cho những dòng từ 5 trở lên và tên hàng là E. Đến đây các bạn thấy hai điều kiện đồng thời xảy ra thì bạn dùng đây là hàm AND. Nó số lượng từ 5 trở lên thì bạn chọn ô số lượng. Các bạn khóa cột chừng nào đô la đặt trước chữ lớn hơn hoặc bằng 5. Điều kiện thứ hai các bạn nó mặt hàng là E thì chọn tên hàng, chọn ô đầu tiên nha, luôn luôn chọn ô đầu tiên. Nha, chứ không phải là thấy chữ E kiếm cái chữ E chọn nó nha các bạn. Nó đây A. Số lượng nó là từ 5 trở lên và nó mặt hàng là E. Đây là tô màu cho dòng. Tô màu cho dòng quét hết bảng, không quét tiêu đề. Quét hết bảng, không quét tiêu đề. Connection of attainment row, chọn new row. Rồi, sử dụng công thức. Dán nó vô. Đọc kỹ người ta yêu cầu màu gì, màu vàng. Thì bạn chọn màu vàng, hồi nãy là màu đỏ nhưng mà thầy chọn màu xanh thôi nhé. Nó chỉ là màu thôi, các bạn có thể chọn màu khác tùy trường hợp thôi. Nó vô đề bài thì cứ làm theo yêu cầu đề bài, còn cái này mình học mà. Nên màu nào thích là được. Đây. Đó là cách làm của phần tô màu cho ô và tô màu cho dòng bằng công thức. Các em thao tác lại 5 lần cho máy tính cá nhân giùm thầy. Rồi bây giờ nè, người ta yêu cầu bạn lấy gì đây? Tô màu hồng cho giá trị ô lớn hơn bằng trăm. Thì đây các bạn quét cái vùng này nè. Đó, đâu quét cái chỗ doanh số nè, cái chỗ mặn ổi chôm chôm nè, quý 1, 2, 3, 4 chi. Được chưa? Đây bạn có hai ba cách làm rồi bạn. Cái thứ nhất á, bạn có thể sử dụng cái gì đây, format only cell text content. Đó, giá trị bạn nhập là lớn hơn bằng. Lớn bằng trăm. Nó màu hồng. Hoặc đây một color trong đây. Rồi cách thứ hai, bạn sử dụng công thức. Đây quét chọn nè. Đó, màu xanh. Thì giá trị nhỏ hơn bằng 50. Đây. Dùng thúc nè. Bằng nè. Cái ô đầu tiên ở đây là tô màu cho vùng nên bạn không khóa ô. Nó F4 chừng nào á, cái đô la bạn nó hết thôi. Thì nếu khóa cột á thì đô la được trước chữ. Khóa dòng á thì có đô la là trước số. Nên mình không khóa, nó không có đô la nào hết. Rồi, người ta yêu cầu bạn nhỏ bằng 50. Màu nó màu xanh. Nó đây, nhỏ hơn bằng 50 nè, màu xanh. Rồi. Rồi cứ tương tự từ 80 đến 100 cũng làm vậy. Rồi các bạn làm thao tác này vô giùm thầy 4 lần, 5 lần trên máy tính cá nhân giùm thầy. Rồi 4 5 lần máy tính cá nhân để quen. Làm bằng hai cách luôn nha. Rồi bây giờ tiếp tục á, thì người ta yêu cầu bạn tô màu vàng đóng khung chữ đầu là H. Đó, thì đây là tô màu cho vùng, quét cái vùng. Đó, home, connection of tên men row, nail row. Sử công thức, chữ đầu là H. Thì bạn có hai cách để làm. Một, đây bạn dùng cái này nè. Format only cell dot content. Bạn sử dụng liên quan. Bắt đầu, begin. Begin. H. Thử gọi này ra không nha. Chọn màu. Đó nè, bắt đầu như khác nè.
Và coi coi có đáp án không? Có. Đúng không? Đó, bắt đầu bằng chữ H. Rồi, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà sử dụng công thức bằng led. Chọn ô đầu tiên, cái bằng không khóa. Lấy một ký tự bằng chữ H. Lấy ký tự đầu tiên là H. Và giá này thay đổi qua màu xanh. Đó, lấy ký tự đầu tiên bằng H. Này. Điều được nhé. Đó, led. A2, một ký tự bằng H. Nhớ là không khóa nha. Từ khóa nó sẽ chạy khóa cột hoặc khóa dòng. Khóa cột thì công thức các bạn đi xuống và khóa dòng công thức bạn đi ngang. Này là gì đây? Có chữ có thì trang như nãy này thầy không làm nha. Đó, hoặc là ở đây bạn làm nhanh cho bạn này. Có chữ là có thì bạn có thể dùng số 1 ở số 2 hoặc số 2 hoặc là số 5. Số 2 là hoặc là số 6 sử dụng công thức. Nha, sử dụng số 2 nè. Only that content nè, chứa cái chữ có hoặc là sử dụng công thức, các bạn tự làm giùm thầy. Đó, đây thầy giả sử thầy dùng cái công thức nè bằng chứa đi. Chứa content cái chữ có. Màu. Các bạn làm thì làm hai cách giùm thầy nha. Đó. Apply. Ok. Rồi, còn cái chỗ ngày này á, thì bạn phải dùng công thức mới được nha. Đó, tại vì đây liên quan đến ngày tháng. Ngày tháng thì bạn phải dùng hôm đây. Chọn ô đầu tiên, khóa cột công thức các bạn đi xuống. Lớn nhỏ không bằng 5. Rồi, các bạn viết công thức vô là xong. Đó, các bạn thấy chủ yếu là bài này các bạn sử dụng công thức là chính. Tô màu bạn nắm được công thức thì bạn làm tốt, mà không nắm được thì bạn bỏ tay. Thao tác là giùm thầy ba bài này bằng hai cách. Đó, thao tác bài này bằng hai cách và làm 5 lần. Mời các bạn sửa. Rồi bây giờ thầy qua cái buổi 2 cho các bạn nha. Thầy qua buổi 2 cho các bạn. Đó thì cái này là kiến thức của tin A cơ bản, tin A cơ bản. Nha, đây là tin A cơ bản, nhưng mà tin B mình cũng sẽ gặp. Đó, nhưng mà gặp ở trắc nghiệm. Gặp ở trắc nghiệm. Đó, thực hành thì cũng ít gặp lắm, thực hành cũng ít gặp lắm. Đó, thực hành cũng ít gặp lắm. Đó. Thực hành cũng ít gặp lắm, nhưng mà mình thì mình phải tranh thủ nha. Mình tranh thủ thôi. Rồi. Thì ở đây nè các bạn. Bây giờ khao if sum if khai báo hết một cái đếm và một cái thống kê. Một cái đếm và một cái thống kê. Đếm á thì là khao, if là đếm theo một điều kiện. Đó, để ghi chú này cho bạn chút xíu. Nó là khao if là đếm theo một điều kiện. Nó khao if else là đếm theo một hoặc nhiều điều kiện đồng thời xảy ra. Nó sum if là tính tổng theo một điều kiện. Còn sum if else nó là tính tổng theo một hoặc nhiều điều kiện đồng thời xảy ra. Nó sum if else là tính tổng theo một điều kiện, nhưng mà sum if else là một hoặc là nhiều điều kiện đồng thời xảy ra. Rồi, bây giờ cái này. Trước khi làm á, thì ở đây người ta ôn lại cho bạn cái phần ràng buộc, thập cẩm lạp xưởng, data, data validation, list, quét tròn, tên bánh. Ok, thì sẽ ra cho bạn những cái tên bánh. Rồi bên đây là số lượng, data validation, list, quét cột số lượng. Quét cột số lượng, ok. Đó, kéo. Được. Rồi bây giờ tổng cái này. Tổng số phiếu theo tên bánh, tức là đếm có một điều kiện là khao if. Chưa? Tổng số phiếu theo tên bánh tức là đếm, nhưng mà đếm này có một điều kiện thôi. Khao if range là vùng điều kiện. Tên bánh
Đó, F4. Rồi điều kiện là tên bánh. Tôi đếm coi coi. Cái thằng đê tên bánh bạn chọn đây nè, nó sẽ xuất hiện được bao nhiêu lần? Bao nhiêu phiếu này giống như bao nhiêu hóa đơn các bạn? Bao nhiêu hóa đơn được bán đó? Đó, vậy thôi. Tổng số phiếu hết hạn theo tên bánh, các bạn thấy đây là hai điều kiện. Hai điều kiện thì mình thêm chữ S. Range vùng điều kiện 1. Bạn bây giờ làm cái gì hết hạn trước thì bạn kéo hết hạn. Kéo hết hạn. Đó, kéo hết hàng. F4. Rồi, ở đây người ta ghi chữ hết hàng sử dụng thì bạn ghi trang giùm thầy. Hết hàng sử dụng. Rồi. Đó. Đây. Ở đây các bạn này là vùng điều kiện nè. Điều kiện. Rồi, vùng điều kiện tiếp theo đó là tên bánh. Đó, qua tên bánh. F4 nha. Rồi, chọn tên bánh. F4 luôn càng tốt. Nhìn ta. Đó. Thì khi bạn thay đổi nè, ví dụ thay đổi tên bánh nè, thì cái này thay đổi theo, thay đổi số lượng nè, thay đổi theo. Ở bên này chưa liên quan đến số lượng, nó liên quan tên bánh thôi, nó thành sử dụng tên bánh thôi. Rồi. Câu này là gì? Tổng số phiếu theo số lượng, tức là bạn đếm nè, câu yếm á, đó, đếm coi cái trong cái số lượng khoảng đó đó, cái khoảng đó, đó thì nó sẽ có bao nhiêu cái hóa đơn được bán, nó nên đó là lý do tại sao đây là E3 đến E26 và điều kiện các bạn là cái ô số lượng D44, nhìn ta, thì khi bạn thay đổi số lượng nè, nó thay đổi theo, rồi tổng số phiếu theo số lượng và tên bánh bằng khao ép ớt số lượng trước thì quét gộp số lượng từ E3 đến E26. Điều kiện các bạn là chọn ô số lượng F4 luôn cũng được. Rồi, tên bánh quét gộp tên bánh các bạn là từ C3 các bạn quét đến C29 26 từ C3 26 vùng thì bạn nhớ F4 nha. Sau đó chọn ô tên bánh D41. Đó. Các bạn thấy và khi đó là những cái này thay đổi nè. Nó sẽ đổi theo nha. Này. Thay đổi nó sẽ đổi theo các bạn nha. Còn đối với khao, đối với tính tổng á, nó chỉ khác. Một chút xíu thôi. Tổng tiền theo tên bánh bằng sum if có một điều kiện thôi. Range là vùng điều kiện. Range là vùng điều kiện. Đây. Vùng điều kiện các bạn là từ C3 đến C26. Rồi điều kiện chọn tên bánh. Và tiếp theo là sum range là vùng tính tổng. Bài này tổng thành tiền. Các bạn quét cột thành tiền. Từ H3 đến H26. Đó. Ra đáp án cho bạn. Rồi còn cái dưới này. Tổng số lượng hết hạn theo tên bánh, tổng số lượng hết hạn theo tên bánh. Đó là sum if s. Rồi. Tổng thì các bạn thấy là sum range là vùng tính tổng. Đó, đây, quét chọn cột số lượng. Tổng số lượng hết hạn theo tên bánh. Rồi, vùng điều kiện 1 là hết hạn sử dụng. Và tên bánh cái nào làm trước cũng được, thầy làm hết hạn trước. Nó hết hạn là từ G3 đến G26. Rồi điều kiện là ghi chữ hết hạn sử dụng. Rồi, vùng điều kiện 2 là tên bánh. F4. Rồi tên bánh thì bạn chọn ô tên bánh ô D41. Đó. Đây vùng điều kiện, vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Đó các bạn chú ý những cái vùng điều kiện nha. Rồi. Tổng số lượng thành tiền theo số lượng sum if một điều kiện. Vùng điều kiện.
là số lượng từ cái E3 đến E26 điều kiện vùng tính tổng thành tiền. F4. Rồi câu dưới này, tổng thành tiền theo số lượng và tên bánh sum fs. Đó, tổng thành tiền theo số lượng và tên bánh thì cái phần thành tiền các bạn kéo trước. Tại vì sum fs đầu tiên nó là vùng tính tổng. Rồi tới vùng điều kiện 1. Nó theo số lượng và tên bánh thì làm cái nào trước cũng được. Giả sử làm số lượng trước thì bạn chọn số lượng là từ E3 đến E26, điều kiện các bạn là cái ô số lượng nè. Rồi tên bánh các bạn nó là từ C3 đến C26 nè, F4 giùm thầy. Rồi sau đó chọn ô tên bánh nè, Enter. Đó. Nha. Chú ý là đâu là vùng điều kiện, đâu là điều kiện và đâu là vùng tính tổng nha các bạn. Phải chú ý kỹ. Đối với khao if á thì nó là vùng điều kiện, rồi tới điều kiện. Khao if s á là vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Sum if á là vùng điều kiện vùng tính tổng. Nhưng mà sum if s là vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, vùng điều kiện 1, vùng điều kiện 2 và điều kiện 2. Đó là cách dùng khao if, khao if s, sum if và sum if s. Mời các bạn thao tác lại trên máy tính cá nhân. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Tiếp theo là hướng dẫn cho các bạn là VLOOKUP và LOOKUP ha. Đó, thì ở đây các bạn chú ý giùm thầy nè, là VLOOKUP. Nó VLOOKUP là dò theo hàng ha. VLOOKUP là dò theo cột. Còn HLOOKUP là dò theo hàng. Nha, VLOOKUP là dò theo cột và HLOOKUP là dò theo hàng. Được chưa? Rồi, thì đây. Thì cả VLOOKUP và HLOOKUP á thì các bạn nhớ này đều có trị dò. Bảng dò vị trí hàng cột trả về. Và cuối cùng là cách dò. Nó đều có bốn đối số hết. Trị dò nó sẽ ở bảng chính. Bảng dò sẽ nằm ở bảng phụ. Nè. Đó. Rồi vị trí hàng cột trở về nó phải là con số nguyên lớn hơn 1. Cách dò số 0, số 1 là dò gần đúng. Hay gọi là dò tương đối đó. Rồi số 0 là dò chính xác. Tuyệt đối. Nè, số 0 là dò chính xác, tuyệt đối. Số 1 là giờ gần đúng, tương đối. Giờ. Rồi. Thì chị dò nó muốn biết là HLOOKUP hay VLOOKUP á, thông thường á thì thầy sẽ nhìn vào cái kết quả. Kết quả gói sắp theo cột thì dùng V. Mà kết quả dò tìm của mình á nó sắp theo hàng. Nó bạn thấy không? Nè. Mình sẽ dùng H. Đây. Theo hàng thì dùng H. Và theo cột thì bạn dùng V. Nha. Theo hàng thì dùng H, theo cột thì dùng V. Rồi, tên hàng bằng VLOOKUP. Trị dò ở đây các bạn thấy kết quả nè. Nhìn bên trái của kết quả bạn sẽ thấy trị dò. Nhưng mà trị dò này đang nằm ở bảng phụ. Thì mình sẽ kiếm cái trị dò bảng chính. Dựa vào này là mình kiếm. Thì đây là trị dò A6. Trị dò xong quét bảng dò, quét từ trị dò bảng phụ đến kết quả mình cần. Quét từ trị dò đến kết quả mình cần ở bảng phụ F4. Đối số thứ ba là vị trí hàng cột trở về. Vị trí cột trở về điểm. Đây là cột 1. Kết quả nằm ở cột 2. Cột 1, kết quả nằm ở cột 2. Cách dò không. Rồi, tương tự vào bên đây. Đơn vị tính cũng là VLOOKUP. Trị dò các bạn đây, kết quả các bạn nè, là bộ nè, là cái là chip trị dò nằm ở đây nè các bạn.
Thì mình đối chiếu qua bảng chính. Đây chị dò là A6. Chị dò xong quét bảng dò, quét từ H6 cho đến G9, F4, trả về cột thứ 3, cột 1, cột 2, đơn vị tính nằm ở cột 3, cách dò 0. Rồi, cái thứ 3 các bạn đơn giá cũng bằng vậy với lookup. Trị dò các bạn đơn giá nè. Đơn giá bằng này nè các bạn. Thì nhìn bên trái thì đó có đây nè, mã hàng. Thì kiếm cái mã hàng này bên bảng chính A6. Trị dò xong quét bảng dò, quét từ trị dò đến kết quả bạn tìm. Từ H6 cho đến K9. F4. Trả về cột 1, cột 2, cột 3 và đây là cột 4, cách dò 0, lý do đây là chữ. Nó các bạn thấy đây là cách dùng VLOOKUP, HLOOKUP. Rất là dễ ha. Đó là V. Còn bây giờ nếu là H thì sao? Thì H thì cũng tương tự như luôn các bạn. Đây, đây là trị kết quả bạn sắp theo cửa hàng nè, nên là dùng H. Nó bằng HLOOKUP. Trị dò ở đây kết quả nè, thì chị dò mình nhìn lên trên, mình thấy có CP01 và kiếm CP01 của bảng chính. Đây A16. Chị dò xong quét bảng dò, quét từ trị dò đến kết quả cuối cùng. Ở đây từ Y15 đến L16, Y15 đến L16 trả về dòng số 2, cách dò bằng chính xác. Rồi. Đơn vị tính bằng HLOOKUP. Trị dò A16, bảng dò, quét từ trị dò đến kết quả cuối cùng của mình. Từ Y15 đến L17, cách dò ở trả về dòng số 3, cách dò chính xác. Dòng 1, dòng 2 và này dòng thứ 3. Rồi, đơn giá cũng vậy nha. Đơn giá bằng HLOOKUP, trị dò A16, bảng dò, quét từ cái Y15 đến gì đây? Đến L, Y15 đến L18 nha. Y15 đến L18, F4 trả về thứ tư, dòng 1, dòng 2, dòng 3 và đơn giá nằm ở dòng 4 nha. Dòng 1 là trị dò bảng phụ nè. Rồi dòng 2 nè, dòng 3 và dòng 4 nha, cách dò 0. Rồi, tương tự cái ship loại nè các bạn thì nó cũng tương tự như luôn, nhưng mà ship loại này các bạn lưu ý nè, nó hơi lạ chút xíu nha, nó hơi lạ chút xíu. Đây, trị dò các bạn nó là điểm nha. Đây điểm nè là trị dò nè ở bảng chính nè, bảng dò các bạn quét từ cái gì G26 đến H29, G26 đến H29 trả về cột 2, nhưng mà cách dò bạn là số 1 gần đúng thôi, cách dò bạn là số 1 gần đúng, tại vì đây á cái điểm các bạn thấy nó 0579 nên cái trị dò và cái bảng dò nó không có giống nhau hoàn toàn, nó gần đúng thôi, nên mình dùng cách dò là số 1, dò gần đúng nha, dò gần đúng. Rồi, còn ở dưới này nó khác cái các bạn á là cái gì đây? Đây. Bằng với VLOOKUP nè. Trị dò bạn ở đây là CP. Nhưng mà bên đây các bạn không có chữ CP. Nó mà bạn phải dùng hàm mới có được nó, bằng cách dùng hàm let. Hai ký tự. Trị dò xong quét bảng dò. F4 20. Nó tức là mình phải dùng thêm hàm kết hợp ở trong cái trị dò. Đó. Rồi này cũng vậy. Được chưa? Bằng VLOOKUP. Trị dò các bạn là let. Hai ký tự. Bảng dò. Nó quét từ H34 đến G36. Trả về cột 3, cách dò 0, lý do đây là chữ. Đó, là chữ là chuỗi thì mình phải dùng là không, là số là ngày tháng không liên tục mình mới dùng số 1. Là số là ngày tháng không liên tục thì mình mới dùng số 1. Còn chữ thì mình dùng số 0 nha các bạn. Rồi đơn giá này nó cũng đi trang nha các bạn. Bằng VLOOKUP LED. Hai ký tự. Trị dò xong quét bảng dò. Nó từ H34 cho đến K36.
Trả về cột thứ tư cách giò không. Lý do đây là chữ, cái trị giò nó là chữ, trị giò là chữ thì mình dùng số 0. Nó đây là cách dùng của h lúp cúp và v lúp cúp ở trường hợp đơn giản. Ở trường hợp đơn giản rồi các bạn sửa nhanh dùm thầy vô số 2 v lúp cúp trong buổi 2.